dạng trải nghiệm khóa huấn luyện. Ngày đầu đến với khóa huấn luyện. Ngày của thành quả. Thành quả, dự án khởi nghiệp của các học viên. Đóng góp xây dựng của các coach. Chút cảm nhận, suy nghĩ, ước mơ sau khóa học. Sau khi tham gia khóa huấn luyện thì mình được training thêm về nhiều kiến thức trong quá trình mục tiêu hiểu rõ hơn của bản thân và thêm được kỹ năng lập ra kế hoạch cụ thể. Em tên là Lê Hiếu, trường học sinh trường Trung cấp Á Châu. Hôm nay
Em học xong 3 khóa huấn luyện. Em có học bổ kiến thức và một chút kỹ năng về giao tiếp và gặp được nhiều bạn mới. Và hy vọng sẽ năm sau sẽ có nhiều chương trình kiến thức hay hơn nữa để cho bọn em có thể tham gia. Sau khi mình hoàn thành xong chương trình học văn cấp của mình thì em dự định sẽ có một cái trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại nhà. Nhờ cái chương trình nhà khởi nghiệp thì em nghĩ là cái ước mơ của em nó sẽ được tiến gần hơn và sẽ có những cái dự định và kế hoạch nó thực hiện. Em hy vọng là nó sẽ thực hiện trong vòng 5 năm tới. Dạ, em tên Vi, em học ở trường ở Trung cấp Y tế Tây Ninh. Qua cái khóa huấn luyện này thì em biết được thế nào là khởi nghiệp. Thì em cũng được những thầy, cô và các anh chị đã hỗ trợ và giúp khuấy động cái không khí để cho tụi em giải tỏa bớt căng thẳng. Và sau đó thì tụi em cũng đã quen được và giao lưu thêm được nhiều bạn mới. Dạ, em cảm ơn. Em tên là Dương Công Danh, em đến trường từ trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. Trong cái khóa học huấn luyện này em đã được mở mang nhiều những kỹ năng tiềm ẩn của mình, những mong muốn, những ước mơ, những mục tiêu của mình đã dang dở mà được thầy cô giảng viên khơi gợi lại. Trong buổi huấn luyện đó em cũng học được thêm nhiều kiến thức mới về kinh doanh, marketing và hiểu thêm nhiều điều thiếu sót về bản thân mình. Cảm ơn các thầy cô, giảng viên và các anh chị phụ trợ đã giúp em đến được buổi huấn luyện ngày hôm nay. Em xin cảm ơn. Là mở một trung tâm sửa chữa ô tô, bảo dưỡng xe để bảo dưỡng xe cung cấp những phụ tùng tốt nhất cho ngành ô tô của tỉnh mình. Ước mơ em đang học là ngành cao đẳng sư phạm và em ước mơ sau này sẽ mở ra được trường mầm non quốc tế và để cho truyền đạt cho những thế hệ mầm non những kiến thức mới và những trải nghiệm thật là thú vị. Cảm ơn. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy tự tin và khởi nghiệp thành công cùng chúng tôi.